Rồi con đứng bình thường rồi chú bỏ đi một. Một tay bỏ vậy nè, con bỏ. Bạn có biết đây là chim gì không? Vai trò trong tự nhiên của nó là gì? Chắc là không biết rồi. Đó là lý do những người giống Tiun phải hy sinh thời gian quý báu của mình để tìm hiểu và chăm sóc cho một loài vật nào đó. Mục đích chính không phải là để chứng tỏ khoe khoang, mà giúp cho mọi người xung quanh quan tâm đến loài vật đó nhiều hơn, để đồng loại của chúng ngoài thiên nhiên không bị con người làm hại nữa. Đặc biệt, đối với trẻ em là trụ cột của đất nước mai sau. Nếu không được người lớn trao cho tình yêu thương động vật ngay từ nhỏ, thì bảo đảm lớn lên các em sẽ hủy hoại môi trường sống rất ghê gớm. Thử nghĩ xem, nếu một em nhỏ lớn lên giữ một chức vị cao trong bộ máy chính trị, thì sức ảnh hưởng của em ấy đến thiên nhiên động vật sẽ như thế nào? Các bạn của Tiun đang cho mấy em nhỏ gieo duyên với động vật hoang dã, cũng là giúp cho các em ấy nuôi dưỡng tình yêu thương đến tất cả muôn loài, có được niềm vui thật sự trong cuộc sống. Các bạn thấy không? Có em thì sợ con này, có em thì sợ con kia. Nhưng khi được người lớn khuyên nhủ rằng chúng đã được thuần hóa, rất hiền, thì các em ấy đã thay đổi nhận thức ngay. Càng có nhiều loài vật được biết đến thì chúng sẽ càng được ý thức bảo vệ ngoài tự nhiên. Nên hãy ủng hộ Tiun nha các bạn. Chỉ cần xem Tiun giới thiệu về các loài vật thôi là đã giúp cho các loài vật đó rồi. Chứ đừng thấy những người bạn của Tiun nuôi thú quý hiếm mà bắt chước theo họ. Nói thiệt, cực lắm, nào là cho ăn, cho đi vệ sinh, rồi phải kiếm chỗ an toàn cho nó ở. Rồi muốn đi đâu chơi cũng không được, suốt ngày lo sợ bị trộm bắt, bị nhà nước khép vô tội phạm pháp vì nuôi thú quý hiếm. Khổ lắm, không có sướng gì đâu. Nên mấy bạn hiểu rõ về tầm quan trọng của động vật trong tự nhiên rồi, thì hãy giúp Tiun. Đừng vứt rác thải bừa bãi, đừng chặt phá rừng tự nhiên, đừng thải chất độc xuống nước nữa. Để những con vật được Tiun cứu, nó còn có cơ hội trở về với thiên nhiên, có môi trường sống tốt ngoài tự nhiên cho nó. Ngay cả con cá sấu bá đạo như vậy mà cũng thuần hóa được. Bình thường ở nhà không có bị bịt mỏ, nhưng vì ra đường sợ làm mọi người hốt hoảng nên phải như thế. Các bạn thấy không, con người và tất cả loài vật trên thế gian này đều thuần tịnh thuần thiện như nhau, đều có chung một bản tâm chân thật. Nhưng do cuộc sống khắc nghiệt, chúng ta mới phải trở nên hung ác. Nên chúng ta càng không biết trân trọng yêu thương lẫn nhau thì chắc chắn tận thế sẽ đến rất nhanh. Nếu con cá sấu có môi trường tốt để sống, có thức ăn đầy đủ, không bị tranh giành, được quan tâm chăm sóc trong tình yêu thương, thì tôi bảo đảm chúng cũng sẽ rất hiền giống như là con mèo vậy thôi. Nãy giờ tôi ôn cho các bạn xem trẻ em gieo duyên với đại bàng, rắn chúa đen, cá sấu châu Phi. Còn giờ giới thiệu con kỳ đà tê giác và kỳ đà bạch tạng. Hai con này cũng cực kỳ quý hiếm, nó đã được vô danh sách thú cưng độc đỉnh luôn rồi. Mấy bé trai mà nuôi con này thì tánh tình rất điềm đạm và ôn hòa, vì loài vật này không hiếu động và chỉ thích ăn rau củ. Hy vọng các em nhỏ sẽ yêu thích những việc Tiun và bạn bè đã làm vì động vật ở Việt Nam. Cầu mong các em nhỏ lớn lên còn thấy được mặt mũi của các loài vật quý hiếm trong sổ đỏ. Còn Tiun và bạn bè sẽ cố gắng hết sức để giúp bảo tồn động vật vì các em.